Ok, xin chào các bạn đã trở lại với Ria Kia mình. Và hôm nay thì mình sẽ đi quay một cái phim ngắn đúng không nhỉ? Và bên cạnh mình là AS Mobile và các bạn đã rất quen thuộc với anh chàng này rồi. Hôm nay thì mình cùng với lại là anh Rikaki sẽ cùng không phải là quay phim nữa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bay trên một chuyến bay để mà chúng ta bay qua năm 2021. Đó. Ok, hôm nay thì sẽ có rất là nhiều streamer cũng sẽ tham dự ngày hôm nay. Không nhưng mà mình với AS là những người đầu tiên phải quay. Hôm nay vất vả hai anh em đến từ 5 giờ sáng đấy và quay đến bây giờ là 8 giờ, quay mấy tiếng đồng hồ rồi. Và bọn mình là những người mà có những cái cảnh quay đầu tiên. À, anh em nhìn thấy ai em rất là ngầu không? Hôm nay mình rất là buồn ngủ rồi mà mình phải tươi tỉnh các bạn ạ. À, tại vì phải lái máy bay nữa. Đó, hiện tại đang lái máy bay nè các bạn. Bình thường thì vẫn lái máy bay ở trong game thôi. Hôm nay là lái máy bay thật. Có máy bay ở nhà. Ok, thì hôm nay chắc là mình cũng sẽ quay khá lâu. Có lẽ là sẽ quay từ bây giờ cho đến tận sáng mai. Đấy, tức là quay liền 24 tiếng. Nói chung là anh em đang khá là mệt, sáng khá là nóng rồi. Ngồi trong này rất là nóng nhá. Anh em nhìn trông như cái máy bay thật luôn. Ok, thì bây giờ thì bọn mình sẽ phải quay tiếp đây. Đấy, ok. Bye. Ok, thì đây là cái khu vực mà trường quay, thì đây là một cái khu vui chơi giải trí cho trẻ em anh em ạ. Đấy, thì ở đây thì nói chung là rất là rộng rãi, mình cũng vào Sài Gòn nhiều lần mà mình cũng chưa đến đây bao giờ. Cái khu này ở trong một khu vực quận 7. Hiện tại các streamer khác thì họ chưa đến, nói chung là đến sớm nhất có mỗi mình và AS thôi. Cái phim này thì cái này cũng không phải phim nữa mà nó là theo kiểu một cái video để nhìn lại cả năm 2020 của Gaana Free Fire ấy. Thì nói chung là cái cách thể hiện của bên Gaana họ làm cũng khá là hay. Và mình nghĩ là nó cũng khá là ổn. Ok, AS cũng đang quay vlog. Các bạn có thể nhìn thấy AS quay sau lưng. Chút nữa thì sẽ có các streamer khác như là Gao Bạc, Cô Ngân hay là Bác Gấu hay là Game Củ Tạ, hay là rất là nhiều những cái streamer khác họ sẽ đến đây. Đấy, cái khu vực này, cái khu này là khu ở quận 7 nha anh em nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là to. Ở trên này có hẳn một cái máy bay xịn luôn. Đấy, trên, các bạn có thể nhìn thấy ở trên kia thì có cả một cái máy bay rất là to để làm khung cảnh. AS đang quay vlog đằng sau lưng mình. Thực sự thì hôm nay là một cái dự án rất là lớn của bên Gaana Free Fire. Thì hy vọng là cái clip này khi mà nó đến tay tất cả mọi người nó sẽ thực sự là thú vị. Ok. Thì bây giờ thì mình cho có lẽ mình sẽ vào trong kia nghỉ ngơi một chút trước khi mà đến cái cảnh quay tiếp theo của mình nha anh em. Ok, sau buổi sáng quay phim thì hiện tại thì bọn mình đang đến giờ ăn cơm rồi anh em. Ok, bên cạnh mình đây là Game Củ Tạ nhá. Trước mặt mình thì có đó là Trăm Cân Năm cũng như là Tin Ngày To, thanh niên chồng rất là đẹp trai. Thì thật ra thì mấy thanh niên này là đến sau, mình thì quay từ lúc 6:30 sáng. Còn mấy bạn này thì bạn ấy quay ở ca sau. Lúc này đoàn làm phim cũng đang ở trong giờ ăn trưa và mình cũng chỉ có khoảng đâu đó khoảng nửa tiếng ăn trưa thôi. Sau đó thì bọn mình sẽ quay tiếp những cái cảnh buổi chiều. Và theo mình biết thì cái buổi quay phim của lần này sẽ kéo dài khoảng 22 giờ tối. Đây là một cái clip mà nó tương đối dài và nó sẽ có khá là nhiều những cái thú vị. Đấy, ở xa xa thì các bạn có thể thấy, ở đây có thể thấy ở đằng rất xa chúng ta sẽ có Gao Ba, Cô Ngân và Hà Thảo Linh nữa. Đây là cơm nha anh em. Cơm ăn uống nó cũng đạm bạc thôi, nó không có gì gọi là xịn sò đâu. Ok, thì cái clip này thì mình không biết là lúc nào thì sẽ lên trên kênh YouTube của Gaana Free Fire. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ lên trong một vài ngày tới thôi, tại vì nó sẽ là một cái nhìn lại cái 2020 mà. Ok, bây giờ thì chúc các bạn ngon miệng nha. Ok, lúc này thì mình đang có một chút quay TikTok và đằng sau kia đố các bạn biết nhân vật kia là ai. Thanh niên ngồi trông rất là bo đôi. Thanh niên ngồi trông cực kỳ bo đôi luôn. Ok, đó là Bác Gấu nha anh em. Bác Gấu. Còn đây chúng ta sẽ có một streamer khác cũng rất là xinh đẹp. Đó là Như Hê Si. Ok, đây là Như Hê Si nha anh em. Hello mọi người. Còn kia là Bác Gấu, thanh niên Bác Gấu đang diễn một cái gì đó. Bác Gấu đang diễn một cái gì đó anh em ạ. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ quay một chút TikTok. Ở đây thì nó là trung tâm vui chơi của trẻ em, nên các bạn sẽ thấy là nó khá nhiều trẻ em. Ok.
Ok, lúc này mình đang ở trong phòng trang điểm, đấy, phòng hóa trang anh em ạ. Đây là sếp bên Gaiana nha anh em nhé. Sếp bên Gaiana chịu trách nhiệm tất cả các chương trình. Che. Đây là đạo diễn chương trình. Đạo diễn cho nó Hawaii xem nào. Cô Ngân, streamer nổi tiếng là Hà Thảo Linh, Linh và Cô Ngân. Đây là bình luận viên Huy Hoàng BK. Chủ tịch của chúng ta đang ngủ. À không, chủ tịch giả vờ ngủ rồi. Đây cũng là chủ tịch. Chủ tịch cũng đang ngủ. Đây là hai chủ tịch của chúng ta. Hai chủ tịch đi ngủ. Đằng xa kia có bác Gấu đang nằm rất sexy. Bên cạnh là streamer như Hesi. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ chuẩn bị đến với một cái short quay tiếp theo. Và có lẽ các streamer họ sẽ chuẩn bị để dậy để chuẩn bị cho cái short quay này. Có một phòng rớt xuống, cẩn thận có. Rồi. Cái này không vướng đâu. Em cứ bỏ lên một hộp, cái hộp thứ hai thì em làm cho hộp rớt xuống đây. Hiểu ý nói không? Rớt xuống đây. Đó. Rớt xuống đây, máy xuống đây. Rồi anh kia cô Ngân là cô Ngân đẩy cái xe ra. Ok này. Okay, đẩy xe từ trong ra. Giống như đi máy bay mà người ta đẩy ra cho mình á. Đấy. Rồi. Đọc rap. Gì luôn. Em sẽ đọc cái câu của em á. Gì có biết đâu. Có giờ anh nhắn liền. Cái gì vậy mọi người? Rồi đi cà kia đâu rồi? Không, em đọc đúng câu Hello chào mừng đúng không? Đúng rồi. Hello chào mừng người con gái đi đó. One shot nha mọi người. Cố gắng nha, one shot nha. Rồi đi đâu rồi? Đây. Đây, đừng đây luôn nè. Rồi, sorry, mới lúc này mới thấy Ri nhá. Thì Ri nói cái câu Kla là nhân vật được nhiều người chọn sau, xong quay ra bạn Kla này. Xong Kla vỗ vai một cái nhá, thì mình kiểu bị ngất luôn. Vừa rớt xuống là em nói. Ok, mình đã trải qua gần một ngày quay rồi, hiện tại thì tất cả mọi người đều đang khá mệt. Bên cạnh vẫn là game thủ ta AS, ở đây là chủ tịch Cao Bạc. Ơ nhưng mà đợt tới đổi tên á. Ok, và tất cả mọi người đang chuẩn bị gắn mic để có thể quay tiếp một số những cái cảnh tiếp theo. Nói chung ở đây hiện tại đang khá là đông, chúng ta thấy là ở đây cũng có khá là nhiều các streamer khác nhau. Ok, đây là một nhóm, chúng ta có thể nhìn thấy bác Gấu IG Trang đang điều chỉnh lại make up. Hello IG. Ok, thì chúng ta cũng sẽ mình sẽ còn khoảng 2 cảnh quay nữa và theo dự kiến thì sẽ phải quay đến tầm buổi đêm. Okay, quay đến tầm đâu đó khoảng 22 giờ thì chúng ta mới hoàn thành xong. Chủ tịch AS bây giờ chào mọi người. Chủ tịch AS vẫn đang gắn mic anh em ạ. 7 tỷ 186 triệu. Bắt đầu. Đây là hình thảo la. Ok, mình sẽ chuẩn bị quay tiếp và xe tiếp theo và hy vọng là mình không biết là bao giờ cái phim này thì sẽ lên, nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải chờ bên Nga nào edit xong. Ok, khá là mệt và thực sự thì cũng khá lâu rồi mới có một cái video mà tổng hợp nhiều streamer như thế kể từ sau cái streamer đại chiến. Thì hy vọng là cái clip này bên Nga nào sẽ làm tương đối hay. Wow, đang đứng chỉnh cái gì đây? Ok anh em, bây giờ là 7 giờ tối rồi và chúng tôi quay mãi vẫn chưa xong được cảnh cuối bởi vì hết người này người kia gặp vấn đề. Trong khi đó thanh niên hiện tại đứng bên tay trái thôi, hiện tại đang thi đấu ở vị trí bóp tim đấy. Và cũng chưa biết là bao giờ mới xong, tôi đoán nó chắc đâu đó khoảng tiếng nữa anh em ạ. Thực ra lúc này mọi người khá mệt rồi, ví dụ như là tôi và AS thì đã quay từ lúc khoảng 6:30 sáng. Nếu khoảng 6:30 sáng thì hai anh em cũng đã quay khoảng 12 tiếng rồi, thì khá là mệt. Đây là Cao Bạc, Cao Bạc có một vài pha bóp tim trong tình huống
quay phim được rồi, nhưng mà cũng không đáng kể. Chỉ có một thanh niên bên này là không bóp thôi. À, bên này có một thanh niên đang cảm thấy rất bực bội vì mãi vẫn chưa được về. Đó là Hà Thảo Linh. Tôi không làm gì hết nhưng mà tất cả mọi người đều khiến tôi bực mình. Liên tiếp những pha bóp tim đến từ các thành viên. Giết hết đi. Liên tiếp những pha bóp tim ở trong đội hình quay phim đã khiến cho hiện tại chúng tôi đã quay cái cảnh này đâu đó khoảng tầm 2 tiếng nhưng mà vẫn chưa tiến triển đến đâu cả. Ok, các bạn ở bên ngoài cũng đang rất là sốt ruột và hy vọng là chúng ta có thể kết thúc cái này sớm để có thể được đi về. Bây giờ chỉ mong đi về thôi anh em ạ. 7 tỷ 186 triệu 120 nghìn 116. À, hết vẫn đang tập lại. Như vậy là bọn mình đã quay xong và mọi người đều đang rất là phấn khởi. À, nói chung là hôm nay một ngày quay khá là vất vả, nói chung là quay cũng rất là mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà rất là vui vì là cùng với cả mười mấy streamer khác thì mình đã làm xong cái buổi quay này. Và hy vọng là cái video này của ngày nào sẽ sớm lên để cho chúng ta có thể cùng nhau reaction. Ok, thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của mình, đừng quên để like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.